Trong mùa dịch bệnh COVID-19, đời sống của nhiều nữ công dân, nhất là các công dân thuê trọ tại quận Liên Chiểu, đang gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn đã có nhiều hoạt động đồng hành giúp đỡ cho các chị em công dân với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Là công dân làm việc tại khu công nghiệp Hòa Khánh, nhưng hơn một tháng nay, chị Chu Thị Trang phải nghỉ ở nhà vì công ty cắt giảm người làm. Từ khi thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt, chị Trang cùng nhiều công dân thuê trọ ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu đã khó khăn lại càng chồng chất khó khăn. Khi vừa không có thu nhập, nhưng hóa đơn tiền thuê nhà, tiền điện, nước đã đến kỳ thanh toán. Như ở đấy nhà em ở trọ thì thường thường là đi làm thì ít, cho nên tiền điện, tiền phòng là nói chung là cùng khó khăn, tới như trả đến tháng là cùng con cái nữa, để không ai giữ dịch, ví dụ đi làm được là không có chỗ gửi con á, cho nên phải để ở nhà nữa, vì một người làm thì có thể một người phải ở nhà trông con. Nắm bắt tâm tư của những nữ công nhân khó khăn trong mùa dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng đã có các hoạt động hỗ trợ kịp thời, nhất là phát huy vai trò của các chi hội phụ nữ ở cơ sở để quan tâm, sẻ chia và động viên các chị em nữ công dân vượt qua thời điểm ngặt nghèo. Vì hiện nay, một số thì cách ly toàn xã hội, còn một số thì phải ở lại cơ quan. Đồng lương thì nó trả có 40-50%. Do đó, bản thân tôi cùng với những cái nhà trọ tại khu dân cư vận động nhau hỗ trợ tiền nhà trọ, tiền điện, tiền nước cho công nhân. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trong dịp này đã vận động hội viên hỗ trợ tích cực cho những người dân khó khăn tại địa bàn, vận động những chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà cho các nữ công nhân, cũng như là hỗ trợ các cái nguồn lực để cho lực lượng cán bộ cơ sở giúp đỡ cho những hộ dân nghèo khó khăn, cũng như là cán bộ hội viên phụ nữ khó khăn tham gia trực tiếp công tác phòng chống dịch. Ngoài việc hỗ trợ đời sống cho các nữ công dân thuê trọ, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố và các cấp hội cũng thường xuyên vận động trẻ em chấp hành nghiêm túc quy định giãn cách xã hội và tích cực tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại địa phương.